Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Và bên cạnh chúng tôi đã có anh Anthony từ FMG mỗi thứ hai đầu tuần lại đến với quý vị trong phần tin tức liên quan đến hầu bao của quý khán thính giả. Người đây chào anh Anthony. Xin chào anh, xin chào quý vị. Thế thì đề tài hôm nay anh muốn đề cập đến vấn đề gì? Hồi mấy tuần trước mình có nói về 5G network. 5G, 5G đó phải không? Dạ, 5G. Thì Tổng thống Trump là khuyến khích là Mỹ là nên phát triển về 5G. Thật sự nói thì nó đã tới rồi. Nó đã tới rồi. Vâng. Wow. Công ty Verizon, yeah. One of the Dow Jones 30 stock thì đã turn on cái 5G network cho thành phố Chicago với lại Minneapolis. Hai thành phố. Dạ. Yeah. Đó thì đã turn on live rồi. Wow. Rồi sẽ trong năm nay là sẽ đến 30 thành phố sẽ turn on 5G. Từ bây giờ đến cuối năm nay mình có thêm 30 thành phố, trong yeah. đó bao giờ thì đến Westminster. Ông thì ngoài Verizon thì Sprint tháng tới là sẽ mở 5G trong những thành phố sau đây là Atlanta này, Chicago, Dallas, rồi Kansas City. Ông thấy Los Angeles. Yeah, theo đó là Houston, LA, New York, Phoenix and DC. Wow. Yeah. Nhưng mà trước hết đó, khán giả cũng không có hiểu rõ 5G là gì. Yeah. Nó khác nhau với 3G, 4G, 3G, 4G là yeah. sao đây? Thì 5G thì cái speed mà download là rất là lẹ. Đồ so sánh với lại 4 hay là 3. À, bây giờ anh muốn download một cái movie 4G thì có chừng 1 phút là nhiều đó. 1 yeah. phút ít nhất. 5G đó là 1 gigabyte per second. Tức là anh download một movie rất là lẹ. Một gig, một second. Yeah. Wow. Như vậy thì một cho thấy, chúng tôi thấy cái tốt nhất đó là cho đến giờ phút này chúng tôi xem 4K đó rất là chậm. Yeah. Họ có 4K nhưng mà một số nhà đó, cái hệ thống wifi trong nhà nó không đủ. Yeah. Cho nên cái hình ảnh nó cứ chập chờn yeah. thôi. HD thì ok. Yeah. Nhưng mà 4K thì 5G chắc chắn đóng góp một cái chuyện 4K. 4K nhưng mà cái internet của anh chỉ có 20 mấy megabyte thì rất là chậm, bởi vì anh phải đóng thêm tiền để mà bây giờ thì lên 5G chắc chắn là tốn thêm tiền, nhưng mà ngược lại họ nói rằng các công ty mà không những nữa những cái dụng cụ ở trong nhà, bởi vì cái wifi của mình càng ngày càng nhiều nữa. Yeah. Quý vị có thể tưởng tượng cái bóng đèn đó mà cũng wifi cái bóng đèn luôn nữa, là có thể điều chỉnh được bằng cái bóng đèn. Trong thời gian ngắn, tức là năm tới, là những cái điện thoại của mình là nó nó sẽ obsolete hết trơn. Sang năm anh nói là 5G là các điện thoại Apple là có hết. Apple sẽ ra schedule release là smartphone có 5G là năm 2020. Vâng. Và anh có dẫn tôi đến cái việc cổ phiếu nào nên mua? Đã đó thì sắp sửa mình đã. Thì ngoài công ty Verizon, thực sự công ty Verizon thì cũng là một cái blue chip stock. Uh-huh. Hiện tại là 58 đồng. Cái dividend yield của Verizon có chừng hơn 400. Yeah. Cái market share rất là nhiều, hơn 300 tỷ lận. Một cái công ty khác nên nhỏ hơn nhưng mà chiếm cái market share của global mà wireless đó là một đó là Ericsson nên là chiếm 29% market share. Ericsson. Dạ. Rồi tới kế tiếp là Nokia với lại Huawei. Huawei. Mỗi Nokia với Huawei là 23%. Wow. Trong cái thị trường wireless 5G. Dạ. Rồi Samsung thì hiện tại bây giờ chỉ có 5% thôi. Có 5% thôi. Nhưng mà Samsung là bắt tay làm việc chung với lại Verizon thì cái market share sẽ tăng lên rất là lẹ. Trong mấy công ty này là mình thấy là công ty Nokia. Tại vì công ty Nokia đã ký contract với lại T-Mobile.
là sẽ dùng dụng cụ sẽ share với lại cái 5G. Thì công ty Nokia hiện tại cái giá thị trường chỉ có 5 đồng mấy. Nokia. Dạ. Nhưng mà nghĩ trong tương lai có phát triển không? Nokia từ xưa giờ mình thấy nó bị yếu quá, nó bị dạ. Mới đầu thì nổi lắm. Dạ. Anh nhớ không? Nhưng mà one of the main player của 5G là Nokia. Thì thật sự mà nói, quý vị có thể mà đầu tư trong thời gian gian thời gian rồi coi cái set cái limit của mình như này. Yeah. Nếu mà lên 10 đồng là gấp 2 mình được lợi rồi. Yeah. Còn nếu mà lỗ xuống 10, 15%, 20% yeah. thì bán đi. Vâng. Thì nếu mà muốn vững chắc ấy, thì Verizon là một cái blue chip stock. Đồng thời là nó có cái dividend là cỡ chừng 4%. Trong lúc mà anh Anthony trình bày thì quý vị đang nhìn thấy những cái hình ảnh mà họ nói về những cái cáo buộc mà chính phủ Hoa Kỳ đưa ra đối với công ty Huawei. Dạ. Hiện nay công ty Huawei là công ty phát triển 5G và có cái thiết bị lớn nhất trên thế giới. Dạ. Mà phía Hoa Kỳ, anh có nghĩ là chính phủ Tổng thống Trump lo sợ là các công ty Mỹ chạy không kịp, cho nên ngăn cản Huawei để nhập vào Mỹ, Canada và thậm chí đưa ra các lệnh cấm vận. Họ nói rằng Huawei tìm cách tình báo, tức là dùng những cái thiết bị đó có gắn những cái con bọ, con chip ở trong đó để theo dõi hoạt động của nước Mỹ. Cái đó là một cái lý do mà Nokia có chữ ngọc. À, thì anh thấy nếu mà không chơi với Huawei là phải có một cái player khác. Đúng vậy, phải có một cái player nữa. Thì... mà Cisco, thì quý vị thấy không, tất cả những công ty IBM lớn của Mỹ mà dường như họ đã không tập trung vào vấn đề 5G để cho Huawei bây giờ chiếm lĩnh thị trường thế giới luôn. Dạ. Mà mới đây Huawei tuyên bố đó anh, không có chơi với Bắc Mỹ nha, cả cái vùng Bắc Mỹ. Vậy mà ảnh cũng có bao nhiêu quốc gia đã ký hợp đồng dạ. xây dựng nguyên cái hệ thống 5G cho dạ. các quốc gia đó. Dạ. Again, chẳng một cái lý do đúng. Để mà mình tiếp tục mà bắt tay với Nokia đúng. Hay là Ericsson đầu tư ở những... trong nội địa nước Mỹ đó. Dạ, dạ. Thì, và hiện nay đang giá lại quá rẻ, có 5 đồng mấy phải không? Yes. Nó sẽ lên 100 mấy đó anh. hy vọng là thì như cái giá cao nhất của Nokia hồi xưa nay là cỡ chừng 50 hay 60 đồng nha. Anh mua 5 đồng lên 10 đồng là anh thấy anh đánh lời rồi. Đó. Nhất là cái thị trường 5G là đang phát triển rất là mạnh. Đấy, dạ, có lý ạ. À. Dạ. Cứ nuôi heo dạ. từ bây giờ. Dạ, thì bây giờ nếu mà đó, một cái mà take risk là Nokia, một phần ăn chắc mặt bền, Verizon. Verizon ăn chắc mặt bền. Dạ. Bởi vì họ đã vững vàng, với lại họ đã có bao nhiêu subscribers, những người đang dạ. sử dụng điện thoại. Dạ. Mới đây anh biết đó là T-Mobile bây giờ ra ngân hàng luôn rồi không? Dạ. T-Mobile tôi hết hồn luôn, và tuần rồi họ chính thức giới thiệu anh chỉ cần bỏ vô checking 3.000 đô thôi, 4% tiền lời, 4%. Oh, wow. Oh, wow. Okay. Nhưng mà với điều kiện anh phải là thành viên của T-Mobile, anh phải sử dụng cái dịch vụ của T-Mobile. Nhưng mà checking account là 4%. Wow, okay, that's the first I know of. Yeah. Còn nếu mà anh không phải là thành viên thì chỉ 1% thôi. Oh. Thì anh thấy T-Mobile cũng bắt đầu muốn nhảy vô để mà cạnh tranh rất mạnh với AT&T và Verizon. Yeah, nữa. Đúng, thưa đúng. Dạ, thì kế tiếp là hồi hai tuần rồi đó mình có trình bày với quý vị một cái công ty mà ông CEO mua cả chừng 30 mấy triệu stock. Thì cái công ty crude oil đó, sáng crude nay, oil dạ, dầu thô đó. Yeah. Sáng nay cái tin tức mà ông Pompei là phê chuẩn yeah. những cái nước gì đó, thì crude oil tăng lên là cao nhất trong 12 tháng, thì đúng. Cái giá của công ty vừa rồi nó tăng lên cái đúng rồi, anh hơn. Có nhắc, tôi quên mất cái tên oil, cái công ty dầu hỏa đó rồi. Nhưng mà nếu mà mua những cái cổ phiếu về dầu hỏa vào thời điểm này thì đang có khuynh hướng tăng mạnh lắm. Yeah. Thì yeah. hôm nay thì cũng có một cái công ty mà chuyên môn về natural gas, là khí đốt tự nhiên. Vâng. Thì cũng có nguyên một management là giám đốc điều hành đó, ông director, CEO rồi executive vice president, chairman nhảy vô mua. Mua lại những cái stock của mình và đến cái chừng 6 triệu. Dạ. 6 triệu cổ phiếu. Dạ, 6 triệu tổng cộng là 6 triệu. Công ty tên gì anh? thì anh cứ gọi vòng vòng. Quý vị rất tiếc là không thể tiết lộ trên màn hình được. Quý vị liên lạc với Anthony tại FMG để biết thêm những công ty nào. Những cái công ty mà anh đã đề cập hết, anh có danh sách ở đây hết á. Nhưng mà quý vị liên lạc với ảnh bởi vì chúng tôi không tiện nói ra. Lý do là
đây không phải là chương trình để khuyến khích đầu tư gì dạ, cả. Thưa đúng. Chỉ loan tải thông tin thôi. Tất cả những gì quý vị mua bán là trách nhiệm của quý vị, còn chúng tôi là chỉ người đưa thông mình tin. Nhắc lại là mình không bao giờ mình dám guarantee. Đúng. Không có bảo đảm cái gì hết. Mười mấy phần trăm cũng không dám guarantee. 3-4% cũng không dám guarantee. Không có bảo đảm. Để quý vị đầu tư thì đầu tư cẩn thận, thì phải tham khảo, phải cũng như là tìm hiểu nhiều thêm. Nhưng mà $3,000 để bỏ T-Mobile thì guarantee đó. 4% anh thấy có bao giờ cái checking mà 4%. Cái công ty mà vừa mới nói đó là hồi năm ngoái là cái tiền lời ở chừng 30-32%. Yes. Yeah. Mà đang có một cái đang cũng như operating trong cái margin đó là 67%, cái profit margin đó. Vâng. Này là cũng như là transfer pipeline và gas đó, cái chừng 2,000+ miles. Nhưng mà anh có đồng ý với tôi, từ bây giờ đến cuối năm nay, mình nói đừng nói xa rời gì, từ bây giờ đến cuối năm nay tôi không thấy giá dầu nó xuống. Nhất là mùa hè này thì dầu không thể xuống được. Rồi mùa hè xong rồi bắt đầu bão. Mà quý vị biết mùa bão ở Mỹ thì là dầu nó còn càng lên giá nữa. Cho nên từ bây giờ đến cuối năm nay mình thấy khuynh hướng là khó dầu xuống lắm. Rồi chưa kể Tổng thống Trump còn ra lệnh cấm vận cho các quốc gia này mua dầu của Iran nữa. Rất tiếc là hết giờ rồi. Nhưng mà quý vị muốn biết thêm các chi tiết mà anh Anthony trình bày ngày hôm nay, liên lạc với anh Anthony với số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn anh Anthony rất nhiều ạ. Dạ, xin cảm ơn anh. Xin kính chào quý vị. Chúc quý vị một ngày làm việc thật vui. Giữ nguyên băng tầng 56.7 và Galaxy 19 cũng như 18.15 của Little Saigon TV. Tiếp tục theo dõi các chương trình thường lệ quý vị nhé.